Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng xe gian cao cấp, một dòng xe gian có giảm xóc. Đây là chiếc gian XCR3700 được trang bị đùi đĩa trùng rỗng và nguyên bộ cấu hình của Shimano SLX. Rất là cao cấp các bác nhé. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, chiếc xe có màu đen ghi và màu trắng. Dòng gian XCR3700 là một mẫu dòng xe gian địa hình light touring, chiếc xe phù hợp để đi địa hình đồi núi và cũng phù hợp đi cả đường thành phố, đường đô thị. Vâng. Cọc yên và yên đều nguyên bản của gian các bác nhé. Vâng, ghi đông cổ phốt nguyên bản theo gian các bác thể đấy. Đây em định giá chiếc xe này hình thức trên 85%, đùi đĩa trục rỗng, dây âm sườn cao cấp, giảm xóc nguyên bản của gian. Và đây các bạn có thể nhìn thấy, đây là giảm xóc nguyên bản của gian, đây là khóa xóc, tay lắm xốp rất là êm các bác nhé. Tay nóng này, vâng, xe được trang bị bộ tay bấm xả của Shimano SLX rất là cao cấp, hơn cả DOG. Đây là bên líp, đây bên đĩa, vâng, cũng của SLX các bác nhé. Phanh dầu thủy lực, phanh dầu thủy lực đây của Shimano. Trên đầu đầu khung thì có chữ gian. Vẫn là bộ bộ khung của Alux, độc quyền của gian cho khung này siêu nhẹ và bền các bạn nhé. Cùng với đấy là bộ là cái giá đựng bình nước của gian nguyên bản theo xe. Hình thức lốp thì còn rất là mới đây, là mới các bác nhé. Thông số lốp là 700 nhân 38C. Vâng. Đây là lốp khá là to. Của các bác cũng là lốp touring 700. Của các bác đi dòng cả dòng trên đường thành phố, đường đẹp, cả đường xấu cũng đi được thì có giảm xóc. Củ đề của Shimano DOR. Đây là bộ phanh dầu thủy lực của xe Shimano. Vâng. Đây là một chiếc xe gian cao cấp. Dòng touring có giảm xóc. Rất được các bác mong chờ đấy. Nhiều bác hỏi em về chiếc xe XCR3700. Đùi đĩa trục rỗng 2 tầng. Và xe được trang bị 2, 4, 6, 8, 10. 10 tầng lip.
Rồi như các bác thấy, quay rất là bon này. Và đĩa của Shimano LX. Vâng, và vừa review xong chiếc xe Zan XCR 3700, một dòng touring cao cấp có giảm sóc. Chiếc xe được trang bị đùi đĩa trục rỗng, được trang bị nguyên bộ cấu hình của DOJ SLX. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 11 triệu miễn phí ship toàn quốc 7/1/5. Các bạn quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709903 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Và lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn đăng ký kênh và nhấn vào chiếc chuông để hiện những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp nhất về tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.